XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của channel. Những chiếc đồng hồ cơ thì luôn luôn là niềm đam mê vô tận của những người đàn ông yêu đồng hồ chân chính. Tuy nhiên, mức giá của chúng thì vẫn là một nỗi băn khoăn to lớn đối với cánh đàn ông. Thế nhưng mà dưới 10 triệu đồng thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sở hữu được những chiếc đồng hồ cơ chính hãng đến từ các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Bạn có tin hay không? 1. Citizen NI405305A quá đẹp trong tầm giá. Đây là một thiết kế không quá cầu kỳ, gồm có 3 kim, 1 lịch quen thuộc, xe mặt là 40mm, phù hợp với những người có cổ tay từ 15mm trở lên. Từ kim cho đến cọc số và logo Citizen thì đều được mạ vàng hồng BVD vô cùng tinh tế. Citizen rất chăm chút cho phần mặt của đồng hồ, thể hiện qua khu vực vòng tròn ở phần chứa các cọc số đều được đánh vân Giuse rất tinh tế. Chiếc Citizen này sở hữu dây da Bekapskin màu nâu và có thiết kế gần giống với cả dây da cá sấu. Mặt kính sapphire chống xước thì giúp cho người dùng có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Một ưu điểm nữa của chiếc đồng hồ này đó là mặt đáy xuyên thấu giúp để lộ ra bộ máy chuyển động bên trong. Với độ chống nước là 50mm thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà rửa tay đi mưa hoặc là lội nước nhẹ. Đây là một chiếc đồng hồ đáng mua trong tầm giá, có thể khẳng định như vậy với thiết kế lịch lãm và cổ điển của mình. 2. Citizen NI405151A khoe đẳng cấp đàn ông. Chiếc Citizen này là phiên bản đồng hồ automatic theo phong cách vintage được yêu thích nhất của thương hiệu Citizen hiện nay. Đồng hồ mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông với những đường nét theo xu hướng hoài cổ. Điểm thu hút nhất của chiếc Citizen NI405151A chính là mặt số, với nền mặt số màu trắng làm nổi bật lên những vạch số chỉ dây màu đen và đặc biệt là bộ kim màu xanh cực kỳ thu hút. Ngoài ra thì cửa sổ lịch ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ cũng là điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản Citizen này. Mặt kính sapphire nguyên khối giúp cho chiếc đồng hồ có khả năng chống chảy cực tốt và bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Dây đeo đồng hồ thì được thiết kế theo kiểu mắt xích nhỏ giúp cho người dùng đeo thoải mái và dễ thoát mồ hôi. Khả năng chịu áp lực nước là 50m giúp cho người dùng yên tâm sử dụng khi rửa tay và đi mưa. Ngoài ra thì chiếc Citizen này cũng sở hữu kích thước khá chuẩn so với cổ tay của đa số đàn ông hiện nay, được ghi mặt số là 40mm và bề dày mặt số là 12mm. Mức giá của chiếc Citizen này là khoảng 8,4 triệu đồng. Và đây chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người đàn ông thích đồng hồ automatic. 3. Seiko SRP A13G1 vẻ đẹp đơn giản. Đây là phiên bản đồng hồ automatic ấn tượng của Seiko với mức giá hơn 9 triệu đồng, được thiết kế theo phong cách đơn giản và cổ điển. Và nó khá phù hợp với những người đàn ông làm việc trong văn phòng. Mặt số được thiết kế đơn giản với nền màu trắng sáng, nổi bật với 3 chiếc kim chỉ giờ phút, dây màu xanh. Cửa sổ lịch ngày thì tại vị trí 6 giờ, bảo vệ mặt đồng hồ là lớp sapphire nguyên khối có khả năng chống chảy. Hoạt động của chiếc Seiko SRP A13G1 dựa vào bộ máy tự động caliber 4R35 với 24 chân kính, tần số dao động là 21.600 VPH, thời gian lưu trữ COD là 41 giờ. Và đây chính là bộ máy đã được Seiko sản xuất vào năm 2010. Chiếc Seiko này sở hữu kích thước khá chuẩn với cổ tay của đa số phái mạnh hiện nay, đường kính mặt số là 39mm, bề dày là 11mm. Ngoài ra thì khả năng chống nước lên tới 100m chính là một ưu điểm, giúp cho người dùng có thể thỏa sức hoạt động với nước mà không sợ đồng hồ bị hư hỏng. Và cuối cùng là chiếc Orient ST0 T0004D0 vầng nhật nguyệt trên cổ tay. Chiếc đồng hồ này đặc biệt ở chỗ mặt số có màu xanh thăm thẳm như nền trời đêm. Ở một số góc độ thì ta còn thấy nó chuyển sang màu đen đầy bí ẩn. Biểu tượng Sun and Moon được đánh vân Giuse lại càng hòa hợp hơn với tổng thể. Các cọc số la mã cổ điện cũng như là kim đồng hồ thì đều có màu trắng nổi bật, trông như là những vì sao trên nền trời. Đường kính đồng hồ là 42,5mm với độ dày là 11mm, phù hợp với những người có cổ tay từ trung bình đến lớn. Mặt kính sapphire chống xước và đáy xuyên thấu giúp lộ ra bộ máy chuyển động bên trong. Thêm nữa là mức chống nước 50m, tất cả đã tạo nên một chiếc đồng hồ vô cùng đáng mua, một sự lựa chọn hoàn hảo cho những quý ông ưa thích sự lịch lãm và phù hợp với những trang phục như là suit, vest. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể kết hợp với những trang phục hàng ngày hoặc là những trang phục đi chơi, đi chơi thể thao nhẹ. Đối với mức giá của những chiếc đồng hồ cơ thì 10 triệu là một cái giá phải chăng. Tuy nhiên, với những người Việt Nam thì 10 triệu không hề là một số tiền nhỏ. Bởi vậy mà các bạn hãy chọn những nơi mua đồng hồ uy tín để tránh trường hợp tiền mất tật mang nhé. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!